Chủ tịch AIC Group, từ doanh nhân tiên phong đến tội phạm bị truy nã. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc AIC Group, từng được biết đến là một doanh nhân tài giỏi thành đạt khi đưa AIC Group thành tập đoàn đa ngành với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 4 năm 2022, cái tên của bà bỗng xuất hiện trong quyết định truy nã, khởi tố bị can và hiện giờ là bị can trong vụ đại án ở Đồng Nai. Xây dựng cơ đồ từ nghèo khó. Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh ngày 1 tháng 1 năm 1969 tại miền quê Bắc Ninh, trong một gia đình nhà giáo nghèo có tới 7 người con. Dù mang cái tên Thanh Nhàn, hàm ý cha mẹ mong muốn con gái sau này được sung sướng. Thế nhưng cuộc đời của nữ doanh nhân này vẫn luôn tất bật lo lắng với công việc. Lựa chọn từ bỏ tấm bằng đại học sư phạm và gác lại ước mơ làm cô giáo, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bén duyên với con đường kinh doanh. Lúc đó, bà quyết định tiếp tục theo học Đại học Ngoại ngữ và Đại học Ngoại thương để có kiến thức về quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, thương mại, ngoại ngữ. Năm 1999, bà Nhàn là cán bộ phụ trách mảng xuất khẩu lao động tại công ty xây dựng và thương mại Trenco thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đến 2005, Trenco được cổ phần hóa và rơi vào tay bà Nhàn, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, trụ sở tại 69 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những năm 2000, khi là doanh nghiệp đứng đầu cả nước về xuất khẩu lao động, công ty AIC đã đưa hàng vạn người nghèo, trong đó có sinh viên các trường đại học đi làm việc ở nước ngoài bằng các chính sách cho vay ưu đãi đặc biệt. Thời điểm đó, AIC không chỉ đơn thuần xuất khẩu lao động mà còn ký hợp đồng cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam. Sau đó, bà Nhàn cũng là người đầu tiên nghĩ ra và thực hiện hiệu quả chính sách hai chiều, đưa lao động đi và 3 đến 5 năm sau về nước lại nhận chính lao động mình đã đưa đi để được mài dũa để thành lao động có tay nghề, chuyên gia, để từ đó cung ứng cho các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam. Chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Dĩ nhiên là không có thành công nào trải hoa hồng, với doanh nhân Thanh Nhàn cũng vậy. Bà khẳng định rằng mô hình quốc gia thông minh không hề mới trên thế giới. Và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nếu mình không làm thì mình lạc hậu. Thế giới đã áp dụng rồi, việc của chúng ta là học tập kinh nghiệm và đưa vào ứng dụng thực tế. Với chiến lược đứng trên vai người khổng lồ, nữ doanh nhân đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu hàng trăm mô hình, làm việc với hàng trăm công ty chuyên về công nghệ, từ đó sàng lọc và cho ra đời một mô hình riêng biệt phù hợp với Việt Nam. Từ năm 2008 cho tới nay, công ty AIC của bà đã tiên phong đầu tư lớn, bài bản trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, giáo dục và đào tạo. Cùng với các nhà khoa học trong và ngoài nước, bà đã đưa ra các sáng kiến cải tiến công nghệ tiên tiến để đưa vào ứng dụng tại Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực như ứng dụng các công nghệ mới để xử lý nước thải, trong đó có các bệnh viện, đô thị và làng nghề, ứng dụng công nghệ mới để làm sạch đất nông nghiệp bị ô nhiễm, tồn dư thuốc trừ sâu và hóa chất dioxin, ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng các thành tựu công nghệ tin học, tham gia phát triển công nghệ sống cộng hưởng để nâng cao chất lượng nhiên liệu. AIC còn đồng thời ứng dụng công nghệ tế bào gốc và nhận dạng gen để góp phần tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh và trong các thảm họa thiên tai, ứng dụng nguồn năng lượng mới trên cơ sở các từ trường, ứng dụng công nghệ cao vào Việt Nam để xử lý vấn đề chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là công nghệ trong rừng ngập mặn, đưa nhiều ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao của Nhật Bản, Israel, Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan vào ngành nông nghiệp Việt Nam để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đến nay, hệ sinh thái AIC Group đã có hơn 10 công ty thành viên và trở thành doanh nghiệp hoạt động đa ngành với doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Theo đó, có thể kể đến một số cái tên như Công ty Cổ phần BOT Hà Nội Xanh, Công ty Cổ phần Bất động sản AIC, Công ty Cổ phần Nguồn Nhân lực Quốc tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Bền vững, Công ty Cổ phần LMS Việt Nam, Công ty Cổ phần Môi trường Tổng hợp MTH. Cùng với việc mở rộng kinh doanh, AIC Group cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2018. Cụ thể, trong giai đoạn này, doanh thu của AIC tăng mạnh từ 4.422,9 tỷ đồng lên mức 6.075 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này cũng được cải thiện qua từng năm, tăng từ 94,3 tỷ đồng lên 144,6 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của AIC Group lần lượt đạt 5.243,1 tỷ đồng và 1.251,5 tỷ đồng. Khi cập nhật từ tháng 9/2020, AIC Group có vốn điều lệ ở mức 1.350 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã góp 765,23 tỷ đồng
chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối với 76,5% vốn điều lệ. Nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bà Nhàn đã được trao hàng loạt giải thưởng như Bông Hồng Vàng, Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu, Giải thưởng Sao Đỏ, Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Năm 2015, bà Nhàn được một viện hàn lâm của Nga trao cho hai danh hiệu cao quý, viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và phần thưởng ngôi sao Venasky. Điều ngạc nhiên là năm 2017, bà Nhàn được tạp chí Forbes Việt Nam xếp trong danh sách 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam. Đến 2018, bà Nhàn tiếp tục nhận giải thưởng quốc tế dành cho ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh xuất sắc nhất. Cũng trong cuối năm đó, bà Nhàn nhận huân chương mặt trời mọc của Nhật Bản. Cơ nghiệp khủng với hàng loạt dự án tai tiếng. AIC Group hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, giáo dục, đào tạo nhân lực, khoa học và công nghệ, tham gia nhiều gói thầu cung cấp thiết bị dạy học, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải và chất thải ở nhiều bệnh viện. Quá trình hoạt động, AIC Group trở thành đơn vị trúng nhiều gói thầu khủng trên khắp cả nước. Trong lĩnh vực giáo dục, AIC Group từng trúng gói thầu số 2 thuộc dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, có giá trị hợp đồng 40,66 tỷ đồng với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tại Bắc Ninh, AIC Group trúng gói thầu mua sắm thiết bị tin học và thiết bị phòng học đa năng trang bị cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có giá trị 48,7 tỷ đồng. AIC Group còn được đồn đoán là nhà đầu tư đứng sau đề án đưa sách giáo khoa và máy tính bảng vào các trường tiểu học công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, từng gây xôn xao dư luận cách đây nhiều năm. Đối với lĩnh vực y tế, AIC Group từng tham gia gói thầu thuộc nhiều dự án y tế của tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Hà Nội, Gia Lai, Sơn La. Nửa đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, AIC Group còn nhanh chóng phát triển phần mềm học trực tuyến có tên gọi AIC Education và ứng dụng y tế COVID-19 cập nhật thông tin về dịch bệnh. Qua đó, AIC Group nổi lên như một doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Thế nhưng, có không ít những dự án của AIC Group dù tuyên bố hoành tráng nhưng lại không được thực hiện, hoặc thực hiện nhưng chất lượng thấp. Điển hình, năm 2013, AIC trúng thầu dự án xử lý rác thải trị giá 31 tỷ đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng dự án mới đưa vào sử dụng đã hỏng hóc rất nhiều lần, gây lãng phí ngân sách của nhà nước. Dù làm ăn lôm côm là thế, nhưng AIC Group lại nổi lên như một doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp các thiết bị, giải pháp công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cho các địa phương đơn vị. Chẳng hạn như tại Quảng Ninh, năm 2019, AIC Group từng ghi dấu với việc đưa vào vận hành trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện. Cũng trong năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia bấm nút vận hành thí điểm trung tâm điều hành thành phố thông minh tại Bắc Ninh. Phần mềm của trung tâm này do AIC Group cung cấp. Ngoài ra, AIC Group cũng đầu tư vào một số dự án bất động sản như dự án khu đô thị mới AIC Mê Linh và dự án hỗn hợp văn phòng kết hợp lưu trú trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và bãi đỗ xe kinh doanh tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, AIC Xuân Đỉnh. Gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 7 đối tượng khác. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết bà Nhàn đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã đặc biệt. Hôm 11 tháng 11, 2022, Bộ Công an đề nghị các bị can này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Nếu không, Cơ quan Điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và vụ án vẫn được kết luận theo quy định của pháp luật. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng đây là trường hợp hy hữu. Thông thường khi bị can bỏ trốn, cơ quan tố tụng sẽ tạm đình chỉ điều tra để chờ bắt được để xử lý sau. Theo kết luận điều tra từ 2003, bà Nhàn bắt đầu tiếp cận và đặt mối quan hệ với ông Trần Đình Thành, khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong các lần ông Thành ra Hà Nội họp. 4 năm sau, trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà Nhàn một lần nữa vào tận Đồng Nai đặt vấn đề.
Được bí thư tỉnh ủy bật đèn xanh, bà Nhàn cùng cấp dưới thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với giang quan chức tỉnh. Để bôi trơn dự án, bà Nhàn và cấp dưới đã hối lộ ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, mỗi người 14,5 tỷ đồng, ông Phan Huy Anh 14,8 tỷ đồng. Dù biết rõ AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự gói thầu ở Đồng Nai, nhưng bà Nhàn đã chỉ đạo kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu để cung cấp thông tin không trung thực về năng lực tài chính. Hành vi này bị đánh giá là gian lận trong đấu thầu. Từ đó, công ty AIC đã trúng 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trị giá hơn 665 tỷ đồng để thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã cáo buộc, để đối phó với hoạt động thanh tra điều tra của nhà chức trách, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam và tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, C03 vẫn đủ cơ sở xác định bà Nhàn là chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Theo kết luận, việc phân bổ vốn trái phiếu chính phủ cho dự án vượt gần 70 tỷ đồng, thời gian bố trí vốn trùng với thời gian Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thanh toán tiền hợp đồng thầu cho AIC. Ngoài ở Đồng Nai, công ty AIC còn trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương. Bởi thế, để đảm bảo việc kết luận tổng thể các dự án, C03 đã tách phần điều tra liên quan đến phân bổ sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương để xử lý sau. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!